Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Hello Happy, xin chào tất cả các bạn nha. Đố các bạn Happy đang chơi gì đây? Thì hiện tại Happy đang chơi Play Together này các bạn thấy chưa? Bây giờ Happy mới vô nên Happy chỉ có một cái bộ đồ này thôi. Có bộ đồ rất là nhiều luôn, nhưng mà Happy sẽ mặc giống trong Minecraft nha. Wow, nhìn rất là dễ thương luôn nè đúng không? Bây giờ Happy sẽ lấy xe ra nha. Có rất là nhiều xe luôn, thì bây giờ Happy sẽ chạy xe đạp. Các bạn thấy đẹp chưa? Bây giờ Happy sẽ cho các bạn xem nhà của Happy nha. Mà Happy còn có cái cây này nữa nè, đó rất là dễ thương luôn. Và bây giờ Happy sẽ đi. Ui, có đồ nhận luôn nè, có đồ luôn nè, để Happy nhận đồ nha. Rồi và bây giờ các bạn coi nè, Happy còn có thú cưng nữa, có trứng cao cấp nữa nè. Và bây giờ Happy sẽ đi về nhà của Happy nha. Đây là nhà của Happy, nhà của Happy cũng không có được giàu lắm. Rồi vô thôi, nhà của Happy là nhà hộp sữa. Đó, nhà của Happy có bông nữa nè. Ui, để bây giờ Happy sẽ thu hoạch bông nha. Happy đã có tiền rồi nè, thì bây giờ Happy sẽ trồng bông. Rồi trồng bông này nè. Bông bên đây chưa có mọc. Và đây giới thiệu luôn, đây là nhà vệ sinh của Happy. Đó, nhà vệ sinh nè, rồi bồn tắm nè, có bồn rửa mặt nữa. Còn ở đây là cái tủ đồ, tủ đồ để cho Happy lấy đồ và thay đồ. Còn ở đây á là phòng bếp, phòng bếp kế bên giường ngủ luôn. Đây là những món đồ ăn của Happy. Bây giờ Happy sẽ ăn bánh sandwich nha, ngon quá. Ăn xong thì Happy phải uống nước, nên bây giờ Happy sẽ uống nước nè. Nhà của Happy á còn có thùng nước nữa nè, và có bồn rửa chén nè, và gọi là còn có cái bếp. Và xong, và bây giờ Happy sẽ giới thiệu cái chỗ ngủ. Cái này là đáng lẽ là có một cái giường à, có một cái giường mà Happy ghép lại đó các bạn. Rồi là cái này là cái tivi, mình ngồi ở đây mình coi tivi luôn. Còn đây là cái bàn ăn, cái ghế, có mình Happy ngồi ăn. Còn cái này là cái máy nướng. Rồi nhà của Happy chỉ có gì đó thôi đó, để có gì mốt Happy ráng kiếm thật là nhiều tiền Happy mua nha. Chứ lại Happy định mua nhà các bạn. Happy mới có nhiêu đó tiền à, chứ có đủ để mua nhà. Happy định mua cái nhà này nè, để Happy cho các bạn xem nha. Đây, cái nhà này nè, mà Happy cực kỳ là thích luôn, nhưng mà không có đủ tiền nên Happy định mua ngôi này, hai ngôi này. Happy thích ngôi này lắm. Hai ngôi này thì Happy có rồi, nên bây giờ Happy sẽ đi ra ngoài, định Happy kiếm tiền nha. Đi ra thành phố nè. Ui, có bạn mở tiệc nè, mở tiệc nè, để Happy vô coi thử tiệc nha. Ui, Happy đã vô rồi. Nhưng mà trang trí hồ cá không, nhưng mà cũng đẹp đấy, cho bạn này nhiều sao nè. Bạn này mới có mấy trăm sao à. Ui, cái này bếp nè, sao mà nhiều bếp dữ vậy, xịn quá. Ôi, mình có thể chăm bếp luôn nè. Ui, ở đây có hồ cá, ui, nhiều loại cá cương mị quá. Còn có cá heo nữa, ui, dễ thương quá các bạn ơi. Con này là cá điện, con cá trê. Trời ơi, nhiều cá thấy ghê quá. Nhìn nè, nó có hai mắt nhưng mà mắt có một bên là ghê quá. Để bây giờ hay bây giờ lấy cá của bà này ra khoe cho các bạn xem nha. Nè đó, cũng Happy cũng có khoe nè. Ôi lộn, Happy cũng có cá nè, có bạch tuộc nữa. Ây da, rồi xong, bạn đã thoát ra rồi. Bạn nó quỷ mở tiệc rồi, bây giờ Happy sẽ về nhà của Happy. Happy mở tiệc nha, mở tiệc đừng Happy kiếm tiền, hay là kiếm sao luôn. Rồi, bây giờ thì Happy mở tiệc thôi. Và bây giờ thì Happy sẽ chờ mấy cái bạn này vô nha. Lúc mà Happy chờ, Happy sẽ ngồi ghế. Ây da, tự nhiên đi mở tủ lạnh. Đi là đang ngồi ghế. Wow, Happy mở tiệc không ai vô luôn. Thôi Happy mở, Happy đóng tiệc đi. Hôm nay mình mặc bộ này lâu rồi, nên bây giờ Happy sẽ đổi bộ đồ nha. Các bạn muốn Happy mặc bộ nào? Bộ này, hai bộ này, hai bộ này. Mặc bộ này cho dễ thương. Tóc nè, tóc thì Happy để mấy cái tóc nào. Ê, tóc này giống của Happy nè, nhưng mà nó không có màu hồng. Để bây giờ Happy sẽ chỉnh nhỏ nhỏ xinh xinh lại nha. Đó, như vậy nè. Rồi, bây giờ Happy đi ra thành phố thôi. Ok, bây giờ Happy ra thành phố rồi, thì bây giờ Happy sẽ việc gọi là đi kiếm tiền nha. Lê, Happy tăng tốc lên, chạy thiệt là nhanh luôn. Tại vì Happy lùng quá, chạy hơi chậm nha, chiều cao có giới hạn thôi. Rồi, đi vào bên này, giao pizza. Hello pizza, bây giờ Happy sẽ đi giao pizza. Ok, đi giao pizza thì nó hơi cực, nhưng mà cũng không sao, đó, cầm cái pizza, trời ơi. Ui, cái pizza như vậy mà nó cũng không rớt luôn, hay thiệt đó các bạn ơi.
Bây giờ mình đem giao cho cái ông này, cái ông gì mà kê trưởng gì đó. Rồi nè em ơi, của ông nè. Rồi bây giờ hai bên đi giao cho ông bán xúc xích, ông bán chục chịch nè. Ủa không phải hả? Không phải. À đi giao cho cái cô gì mà chỉ đường mình nè. Rồi giao. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Bây giờ mới đúng nè. Lấy xe phóng thiệt nhanh mới được. Thôi chạy xe này luôn đi cho nó nhanh. Trời, coi nè. Oh my god, cái tay. Trời ơi, cái tay của hai bên nó quạt cái bia nó muốn bay luôn. Ok, bây giờ hai bên sẽ chạy qua bên đây. Bum. Ok, bây giờ hai bên sẽ mặc đồ mới vô nha. À, mình phải mặc đồ vậy mới vô á, các bạn biết sao không? Mặc vô quá đừng có gì mình câu quá ra cá xịn. Mà để hai bên xài cần câu này. Mong là bóng 4, bóng 5 gì đi. Trời ơi, nhớ đây không có nữa em. Ôi trời ơi, có con cá nữa nè. Có cá rồi. Coi lên con gì nghe. Câu đi. Trời ơi, nó cứ nhấp vậy hoài. Để coi. Ôi, lên. Hả? Trời ơi, con cá này, con cá mô, cái cá gì đó, cái con cá quy mô gì đó. Kệ đi, không sao, vậy đi bán cũng được tiền nữa chứ sao. Bây giờ hay bị câu cá tiếp, hay bị chờ. Trời ơi, cá nhỏ xíu luôn. Thế là hay bị cũng không có cá xịn nữa. Hay bị tặng cá dởm không các bạn ơi, đó vụt câu nữa rồi. Nhưng mà dù vậy hay bị cũng có con cá này rồi. Ơi tính ra con cá này hay bị chưa có, giờ hay bị mới có. Mấy con cá kia hay bị bán hết luôn rồi. Giờ còn có nhiêu đây, hay bị không biết nên bán con gì nữa. Hay bị để hay bị khoe. Chứ hai bị không có bán. Rồi bây giờ hai bị sẽ chạy chiếc xe này, chạy cho nó nhanh nha. Thì quên đi chứ, để hai bị bỏ cái trứng vô lại mất công. Cái trứng của hai bị chạy theo không kịp, tội nghiệp lắm. Rồi bây giờ hai bị đi bán kem. Ủa lộn, đi bán cá. Rồi Aya tự nhiên nhấn mua cần câu. Mình bán cái gì này? Bán con cá này, con này. Rồi bán con gì nữa ta? Mấy cái con mà to hai bị còn không dám bán nữa đó. Bên rồi xong, cộng tiền rồi nè. Trời ơi, uổng quá, còn có nhiêu đây, còn có đúng 2 con. Không sao hết, có gì mình sẽ đi câu lại. Rồi bây giờ mà Happy còn không câu được con cá mập nữa. Con phải cá mập, con cá sấu. Bị lộn. Rồi câu xong thì Happy sẽ mặc lấy bộ đồ. Giờ này Happy sẽ mặc bộ này. Mỗi lần thì Happy sẽ đổi một bộ đồ, đeo khẩu trang như nữa. Khẩu trang này đen quá. Ở khẩu trang này cho nó trắng. Rồi xong, trời ơi các bạn mặc kính mít luôn. Trời ơi đen xì lì luôn. Bây giờ Happy sẽ đi học. Ai mà mời tiệc tại nhà quá trời luôn nè. Để Happy vô coi tiệc tại nhà coi. Cái chị này mới có 100 sao à. Trời ơi bạn này sao luôn. Ok, cho sao rồi. Cái chỗ này là cái chỗ nấu ăn nè. Nhưng mà không có cái bếp. Ui, cái này không cá nhưng mà không có để cá. Hay cái máy tính nhưng mà không có cái bàn phím. Oh my god, có cái cuốn sách để đánh chữ. Wow, hay quá. Sao chỗ này trống quá nè. À biết rồi, Happy biết cái này là phòng khách nè. Cái này là nhà con vịt đó. Happy cũng định mua nhà con vịt, nó có mỗi phòng luôn, hơi bị cưng. Cái này là nhà tắm. Ui, nhà tắm xịn quá, cho bé tắm luôn. Để Happy cho bé Happy tắm cá chạy vô. Ok rồi, xong bé tắm xong rồi đi ra đi bé ơi. Nè phòng ngủ nè, giường ngủ. Ôi, cái bàn trang điểm dễ thương quá hả. Oh my god, Happy không có cần trang điểm, Happy nhỏ rồi. Trời ơi, nhà bạn này không bật đèn lên tối quá. Trời ơi, định kêu bạn đó bật đèn lên cái bạn đó nghỉ luôn rồi, bạn đó nghỉ tiệm rồi. Ui, giờ này Happy sẽ chơi trò chơi. Giờ này là tối rồi nên bây giờ Happy sẽ đi chơi nha. Bây giờ không có học, bây giờ là nghỉ học rồi. Happy sẽ mặc đồ kiểu như là bộ đồ chơi chứ có mực đi. Bây giờ Happy sẽ chơi trò chơi, mong là vô trò chơi con mực đi. Ok, trời ơi, cái trò này, oh my god. Happy chơi hơi dở nha. Ui, có bạn mặc đồ với trang Happy luôn. Hồi nãy á, lúc mà Happy không có mặc bộ này nè. Rồi bây giờ Happy sẽ đi. Mình phải chạy qua kịp nha. Trời ơi, bạn có bạn còn đứng ngủ nữa. Phượt chứng nghe vật. Trời ơi, tội nghiệp bạn đó quá, bạn nó bay rồi. Happy sẽ chạy vòng tròn trên một cục. Oh my god. Oh no. Không ổn rồi. Không sao hết.
Còn 24, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16 đúng luôn. Ồ, ức các bạn mới ức kìa, ức là tức á. Thang rồi, xong còn đúng 1 giây luôn à. Trời, vậy mới tức đó các bạn ơi. Ui, tưởng đâu Happy không bị bay chứ. Buồn quá à. Bây giờ Happy phải tìm cho chơi con mực thôi mới được. Yeah, mất thì chơi con mực. Oh my god. Chờ chơi con mực cũng rất là vui luôn đó nha. Hello lại. Lửa xanh. Lửa đỏ. Lửa đỏ rồi, mình nhảy cũng không sao đâu nha. Mặc dù nó hơi kỳ. Lửa xanh. Like. Thay bì ạ. Like. Like. Oh my god, là con búp bê nó đã đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 á. Like. Rất like. Này, mình chó mình cũng bị bắt rồi đó. Like. Like. Oh my god, hết hồn không dí luôn. Relay. Relay. Còn 9 người thôi. Relay. Relay. Oh my god. Kìa quá. Càng ngày càng biết nha. Relay. Ui còn 8 người. Relay. Relay. Từ ơi đi nhanh dữ vậy. Relay. Trời ơi, tự nhiên Happy đi con búp bê này. Trời ơi, tức con búp bê chứ không quay lại lẹ đi dài vậy nè. Các bạn coi, ui, tôi tưởng Happy chưa bị đá chứ. Oh my god, còn đúng 2 người chơi luôn. Bây giờ Happy sẽ chỉnh đồ lại nha. Mình vừa này mang cái nhà này vô. Nhìn giống bộ đồ của chị Mèo á. Bây giờ Happy đi tìm nhà cao, cửa rộng. Happy leo lên nắp Happy chơi nha. À. Dạ. Hí. Yeah. Wow, đẹp chứ các bạn. Các bạn thấy Happy hay không? Đó, Happy à, đang nhảy. Oh my god, sao mấy nhà này giàu thì chứ. Có nhà xịn không? Happy nhà hộp sữa. Nhà ở ngoài nhìn nó nhỏ xíu. Tới lúc mà đi vô trong tự nó rò, nó rộng. Thôi, các bạn thấy Happy không ấy? Hey. Ok, Happy được cộng tiền rồi. Happy tìm cái điều nhảy đó, mình đưa tay lên giống như bạn đó luôn. Happy sẽ tìm cái điều nhảy mà đưa tay lên nè. Không phải điều nhảy này. Trưởng, điều nhảy trưởng nè. Cái này là cái gì đây? Sao mà có rất là nhiều điều nhảy luôn. Ôi, rất là dễ thương luôn nha các bạn. Thôi bây giờ Happy sẽ đi ra thành phố. Ở trước ở nhà chán á. Ui, có bạn có xe nữa nè. Lên đi ké. Mà nên là bạn gì đây? Ôi sao mà có nhiều bạn quá nè. Bây giờ đi xuất xe hay bây giờ làm gì á? Bán cá, no, định bán cá mà thôi nghĩ lại. Ôi mấy bạn này giàu quá, có xe luôn, xe xịn. Nhưng mà các bạn biết không, Happy sẽ đi mua xe. Lẹ thôi, chạy lẹ lên hay đi mua xe. Ủa no. Hello. Trời ơi, hello mà bạn này hello. Happy không biết chiếc xe nó bao nhiêu tiền nữa. Có chiếc xe bằng vàng nữa nè. Không có xe ba người mới buồn chứ. Đi vô. Ok. Happy đang tìm xe ba người. Xe này bao nhiêu đây? Xe này cũng mắc đấy. Rồi không có đủ tiền. Ê, trời ơi, thiếu một số nữa. Happy phải làm cho Happy dư cái chục số luôn. Happy đang thiếu một số. Happy ghiền chiếc xe này lắm. Happy đang để dành tiền nhưng mà không có kìm nổi. Ok. Ui, bạn này gọi Happy đến nè. Trời ơi, để Happy thoát ra cái rồi mời Happy đến. Quên nữa chứ, mình chơi từ sáng tới tối rồi không chịu đi học. Bây giờ Happy phải mặc đồ. Mặc đồ vô, mặc đồ đi học vừa. Chỉnh lớn lớn lên chút, chứ đừng có chỉnh lớn quá. Chạy xe đạp đi học. Rồi, có chỗ gửi xe mà Happy không gửi, Happy đậu đại vậy đó. Rồi, bây giờ đi vô học thôi. Tại vì Happy mới đi học, nên Happy sẽ làm học sinh mới nha. À, hôm nay chúng ta sẽ học nói hình vẽ hả? Cái như là thiết bị thật chứ nó trời ơi, ai đã dành ghế ngồi hết rồi. Cái này chơi sao? À trời ơi, như thế này hả?
Chơi nói cũng dễ đấy. Như này, còn cái này như này. Như này, như này, trời ơi dễ. Rồi cái này nói rất là dễ luôn nha các bạn. Cái này quanh đây, cái này nói quanh đây. Rồi, xong, rất là dễ luôn. Cái này nói quanh đây nha. Là cái này, oh no, cái này như thế này nè mới đúng. Ok, oh no, là cái này phải nói như thế này nè. Rồi cái ai ha. Trời ơi, hết thời gian luôn. Không được A cộng các bạn ơi, buồn quá đi. Buồn quá đi. Thôi, mình để mình coi lịch. Mình coi cả tiếng mình học gì nữa. Tiếng mình đi nấu ăn, ok, qua chỗ nấu ăn. Cũng vui, Happy thích nấu ăn lắm. Happy nấu ăn ngon lắm đi. Nhưng mà Happy cũng không thích nữa. Nên Happy sẽ đi trốn học. Ăn chưa? Hôm nay mình ăn gì đây? Hôm nay mình sẽ ăn rau. Nhum. Ăn cá hồi sống. Quá gì vậy? Trời ơi, mới ăn xong tự nhiên dứt luôn cái dĩa. Thôi đi học. Ok, tới tiết nấu ăn rồi. Happy chơi hơi khó. Ui, marshmallow. Happy cũng thích, rất là thích ăn marshmallow. Kèm ice cream. Ăn ice cream. Bạn nào có thích ăn ice cream không? Ice cream giống Happy không? Dâu, cam, nho, dâu, cam. Các bạn nhìn dễ vậy thôi chứ chơi nó hơi bị khó luôn ấy. B, các bạn thấy chưa, lúc nãy Happy cũng đứng B hết. Và các bạn ơi, Happy chơi đến đây thôi nha. Và nếu như mà các bạn thích clip này thì hãy nhớ like và share cho Happy nha. Đừng cho Happy có động lực Happy làm thêm cho các bạn xem nha. Giờ thì bye bye. Video này chỉ mang tính chất vui vẻ, không cổ xí cho bất kỳ những hành động tiêu cực nào đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.